Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và thảo luận nhiều vấn đề lớn của đất nước. Trước tiên phải khẳng định hội nghị Trung ương 4 tiến hành theo chương trình toàn khóa chứ không phải là hội nghị bất thường. Do tình hình đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là ở một số tỉnh phía Nam nên hội nghị được tiến hành chỉ có 3 ngày rưỡi và hoàn thành các chương trình đề ra. Thế nhưng một số tổ chức và cá nhân ở nước ngoài lại xuyên tạc về hội nghị Trung ương 4 với những luận điệu hạ thấp vai trò, ý nghĩa của hội nghị. Họ kích động rằng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam đang ly tán, tị nạn, tháo chạy hỗn loạn không ai lo thì Trung ương họp trong phòng lạnh để tung hô, khen ngợi các thành tích vinh quang thuộc về Đảng còn đau thương thốt lên đầu nhân dân. Họ còn phê phán nội dung của kỳ họp, phê phán chủ trương và các biện pháp phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước Việt Nam là không hiệu quả. Trên thực tế, hội nghị đã thảo luận và bàn những nội dung lớn mà trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Tổng Bí thư đã nêu rõ Trung ương bàn cho ý kiến các vấn đề: tình hình phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tình hình kinh tế xã hội vào năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Về phòng chống dịch, Trung ương hoan nghênh những nỗ lực, đóng góp to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và các doanh nghiệp cả nước, sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của kiều bào, bạn bè và các nước trên thế giới. Đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân khách quan và chủ quan với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để đưa ra những chủ trương, chính sách tổng thể, căn cơ, bài bản hơn theo tinh thần quyết liệt phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, định hướng phục hồi, phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trung ương cũng chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể, sát hợp với tình hình diễn ra dịch bệnh hiện nay và có tính khả thi cao để kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả và phát triển kinh tế xã hội. Như vậy, đằng sau những xuyên tạc của một số tổ chức người Việt ở bên ngoài, người ta thấy các ý kiến đó là quan điểm cố tình phê phán thể chế chính trị ở Việt Nam để chứng tỏ họ mới là lực lượng dân chủ, quan tâm đến dân chúng và kích động theo và tôn thờ giá trị phương Tây. Mặt khác, họ cố tình phủ nhận những kết quả phòng chống dịch bệnh để lên án chính quyền các cấp để tập hợp, lôi kéo người dân xuống đường biểu tình tạo ra sự bất ổn trong xã hội. Hội nghị Trung ương 4 đã phân tích, đánh giá một cách khách quan các vấn đề để đưa ra quyết nghị đúng đắn, từng bước vượt qua khó khăn chưa có tiền lệ và thực hiện nhất quán phương châm đã đề ra từ đầu khi đại dịch mới khởi phát. Tin rằng với những kết quả mà Hội nghị Trung ương 4 đã đạt được thì nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Thiết nghĩ những sự xuyên tạc và phủ nhận Hội nghị Trung ương 4 như vậy thì không thể kích động được nhân dân tin theo những ảo tưởng và không thể làm thay đổi sự phát triển của đất nước.